Thành Đạt nói về lý do giấu kín đám hội với Hải Băng. Nam diễn viên sinh năm 1984 cho biết hôn nhân là chuyện trọng đại nên anh không muốn đem việc này để PR bản thân. Thực tế anh không công khai cũng không giấu kín việc cá nhân. Sau lễ ăn hỏi diễn ra vào ngày 22 tháng 7, nam diễn viên 33 tuổi chia sẻ lý do anh không muốn công khai thông tin cá nhân. Ông xã của Hải Băng cho hay anh và vợ sắp cưới chưa có ý định tổ chức hôn lễ. Nếu có kế hoạch cưới xin, anh sẽ trao đổi với vợ trước khi thực hiện. Cuộc sống của anh thay đổi thế nào kể từ khi có thêm con gái với ca sĩ Hải Băng? Tôi hạnh phúc lắm, vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Tôi cũng đã thay đổi nhiều để phù hợp với gia đình mới. Mỗi ngày tự nhắc nhở mình giữ gìn hạnh phúc đang có. Dù đã về chung một nhà, nhưng với tôi tình cảm dành cho Băng vẫn nồng nàn, trọn vẹn như lúc mới yêu. Mỗi người phụ nữ đều có ưu điểm riêng. Trong mắt tôi, Băng có vũ khí rất lợi hại là tình yêu thương vô bờ bến của cô ấy dành cho con trai tôi bé Kit. Hải Băng hội tụ mọi yếu tố của một phụ nữ của gia đình, chính điều ấy đã đánh gục tôi khi yêu cô ấy. Giờ đã trở thành ông bố hai con, anh hoàn thành vai trò trách nhiệm làm cha như thế nào? Với tôi, con lúc nào cũng là con, được làm cha đã là tốt rồi. Tôi không phân biệt con trai hay con gái, chắc chắn tôi sẽ hết lòng yêu thương hai con như nhau. Mỗi lần đi làm về, tôi luôn tranh thủ thời gian dành cho các con. Việc đầu tiên là chơi với các con ngay khi về nhà. Nhiều người suy nghĩ đàn ông lo về kinh tế, còn vấn đề gia đình, chăm sóc con cái là nhiệm vụ của người phụ nữ. Đó là một sai lầm. Tôi tâm niệm đàn ông hiện đại là phải biết chia sẻ công việc nhà cùng với vợ. Như vậy mới giữ được hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình. Tôi sống và làm việc dựa vào năng lực, chứ không PR ảo, nên suy nghĩ của tôi cũng rất thực tế. Khi gia đình có thêm thành viên, tôi buộc phải kiếm thêm nguồn thu nhập để đảm bảo cho cuộc sống. Hiện tôi đang kinh doanh các mặt hàng về yến và cơm tấm. Thu nhập từ công việc kinh doanh tốt hơn đi đóng phim. Công việc nào cũng là công việc, miễn là mình yêu thích và chăm chỉ. Anh vì chăm lo cho gia đình mới và con cái mà không để tâm đến con trai đầu. Điều này khiến vợ cũ Diệp Bảo Ngọc không hài lòng, thực hư như thế nào? Tôi thấy các gia đình ở Việt Nam có vấn đề chung là chúng ta thường phân biệt tình thương dành cho con cái. Điều này vô cùng tai hại, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý ở con trẻ. Những bé gặp trường hợp này dễ mang tâm lý ức chế, tự kỷ, thậm chí là ghét em, đánh em. Trong gia đình tôi, nghiêm cấm tuyệt đối phân biệt đối xử. Tôi không muốn con phải chịu bất cứ vấn đề nào về tâm lý. Tôi yêu bản thân thế nào cũng sẽ dành tình thương cho các con như vậy. Anh và Hải Băng đã đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi. Tại sao cả hai lại giấu kín tin vui trong suốt thời gian qua? Việc đăng ký kết hôn hay tổ chức lễ ăn hỏi là một quyết định lớn của đời người. Tôi không muốn đem chuyện riêng trên mặt báo để gây sự chú ý, càng không muốn mượn việc cưới xin để PR cho bản thân. Tôi chọn cách không công khai vì nghĩ không cần thiết. Tính tôi lại không phải là người thích trình bày kể lể để bắt người khác nghe theo câu chuyện của đời mình. Sau nhiều ồn ào, nay vợ chồng anh đã có con và tổ chức lễ ăn hỏi, anh dự định khi nào làm đám cưới? Tôi hơi ngại đề cập việc này, đám cưới là hình thức thông báo đến bạn bè, người thân. Tôi thấy nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới linh đình, sau một thời gian cũng rạn nứt. Bên cạnh đó cũng có người chưa mặc áo cưới, chưa một lần đứng trước hai họ, nhưng họ lại ăn đời ở kiếp. Tôi biết đối với phụ nữ đám cưới rất thiêng liêng, nếu có ý định tổ chức, tôi sẽ hỏi ý kiến Băng. Một khi lên kế hoạch mà bà xã không đồng ý, tôi sẽ rất quê. Tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để đề cập chuyện này với vợ. Nếu Hải Băng muốn trở lại showbiz, anh có ủng hộ không? Tôi biết Hải Băng thích đặt ra những thử thách cho bản thân. Chắc chắn tôi sẽ ủng hộ Hải Băng trở lại showbiz để làm những điều cô ấy đam mê. Năm qua, tôi phải từ chối nhiều phim truyền hình, phim Tết để có thời gian chăm sóc gia đình. Tôi tiếc vì bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng gia đình cũng quan trọng không kém. Điều quan trọng là tôi được nhìn thấy các thiên thần vui cười, được vui đùa bên các con và phụ giúp vợ những việc lặt vặt. Bấy nhiêu thôi cũng tạo được niềm vui, hạnh phúc cho gia đình. Loạt thiệp cưới của sao Việt, người đầu tư lung linh, người giản dị bất ngờ. Nhiều chiếc thiệp cưới được các nghệ sĩ đầu tư rất độc đáo, nhưng cũng có thiệp cưới đi theo phong cách nhã nhặn và đơn giản. Mới đây, chiếc thiệp thông báo ngày trọng đại của Lê Phương đã được lan truyền trên mạng xã hội. Đây là lần Lê Phương tái hôn sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ nhất với Quách Ngọc Ngoan. Tấm thiệp mời này khá đơn giản với tông màu chủ đạo trắng và tím và hai chữ cái đầu tiên của tên chủ nhân bữa tiệc phía bên ngoài. Tấm thiệp với chủ đạo là màu trắng tím, được biết màu tím là màu Lê Phương rất yêu thích. Sau vài ngày thông báo kết hôn, ảnh cưới của Lê Phương Trung Kiên đã được bật mí
Kể từ khi yêu Trung Kiên, Lê Phương ngày càng xinh đẹp và có thêm người bạn đồng hành với cô trên bước đường nghệ thuật. Đầu năm 2015, diễn viên Kim Khánh chính thức lên xe hoa và tấm thiệp cưới khi công bố nhận được sự thu hút của đông đảo khán giả. Ngân Khánh gọi đám cưới của mình là vở nhạc Đêm Phương Đông, là siêu phẩm tình ái và diễm lệ. Thiệp không chỉ thông báo ngày giờ tổ chức đám cưới mà còn là một tờ báo nho nhỏ tổng hợp lại những bài viết về Ngân Khánh. Diễn viên Đinh Ngọc Diệp, đạo diễn Victor Vũ cũng từng gây bất ngờ không chỉ ở thông tin kết hôn mà ngay cả thiệp cưới của họ cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nét độc đáo. Cặp đôi khiến khách mời thích thú khi thiết kế tấm thiệp nhìn bên ngoài giống như những quyển truyện tranh cổ của châu Âu mà khi mở ra hình ảnh cô dâu chú rể lộ diện. Thiệp cưới của Nhật Kim Anh được thiết kế dưới hình thức một tấm sớ ngày xưa cuộn tròn lại, bên trong là thông tin về thiệp cưới. Thiệp mời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chỉ mang tính cây nhà lá vườn khi anh in nội dung thiệp lên bìa đĩa CD, thu sẵn các ca khúc do mình sáng tác. Tấm thiệp mời của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, đạo diễn Quang Huy mang màu sắc cổ điển, được thiết kế theo dạng bưu thiếp khá độc đáo. Thiệp cưới của cặp đôi Trấn Thành Harry Won được thiết kế khá công phu, với phía bìa thiệp là hình ảnh cửa có gắn ảnh hai nhân vật chính. Chỉ 300 khách mời được nhận tấm thiệp của vợ chồng Trấn Thành, đây là một trong số ít thiệp cưới được liệt kê vào danh sách thiệp cưới ấn tượng của các nghệ sĩ Việt. Hai sao Việt bị chê thiếu tế nhị khi thân thiết quá mức với chồng cũ sau chia tay. Sau khi ly hôn, Hồ Ngọc Hà và Gypsy Phương Trinh vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cả hai bị cho là thiếu tế nhị. Hồ Ngọc Hà mượn xe chồng cũ để biểu diễn đi ăn tối cùng chồng cũ vào đêm khuya. Cuộc tình của Hồ Ngọc Hà với Cường Đô La tiêu tốn nhiều giấy mật của báo chí từ khi hẹn hò sinh con cho đến lúc chia tay. Cuối năm 2014, Hà Hồ chính thức thừa nhận chuyện đổ vỡ hôn nhân. Dù không còn sống chung một nhà, nhưng khi nhắc về nhau, cả hai vẫn luôn dành cho đối phương sự tôn trọng. Họ vẫn luôn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện có mặt bé Su Beo, để con trai không phải chịu thiệt thòi thiếu thốn tình cảm. Trong một bài phỏng vấn, Hồ Ngọc Hà chia sẻ thẳng thắn, cô và Cường Đô La vẫn có thể ngủ chung giường để Su Beo được ngon giấc nếu con yêu cầu. Tháng 3 vừa qua, Hồ Ngọc Hà gây xôn xao với bức ảnh thân thiết cùng chồng cũ khi cùng hội bạn đi ăn đêm. Cô chia sẻ với bạn bè rằng họ gặp nhau với tư cách là bạn. Sau đó khi con trai thi bơi hay tham gia dã ngoại, cả hai cùng có mặt để cổ vũ. Thậm chí trong một show diễn, Hồ Ngọc Hà còn mượn xe hơi của chồng cũ. Nhiều hành động của Hà Hồ mang tiếng vì con, nhưng với cư dân mạng, điều đó có phần hơi quá đà, thiếu tế nhị. Bởi khi đó Cường Đô La đã có người yêu mới. Dù rằng cả hai vẫn là bạn bè, nhưng có lẽ nếu đặt vào vị trí của Hạ Vi sẽ khó có thể thông cảm khi thấy bạn trai liên tiếp gặp gỡ vợ cũ. Gypsy Phương Trinh không khảo mà xưng chuyện tình cảm của chồng cũ. Sau khi Bằng Kiều và Gypsy Phương Trinh chia tay, cả hai quyết định vẫn là bạn bè vì có chung với nhau ba con trai. Thậm chí ngay cả khi Bằng Kiều có bạn gái mới là Dương Mỹ Linh, Gypsy Phương Trinh vẫn thân thiết với chồng cũ và giữ mối quan hệ tốt với cả Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Trong ngày sinh nhật 5 tuổi của cậu út Kenji, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ hàng loạt hình ảnh vui vẻ bên gia đình, có sự góp mặt của Dương Mỹ Linh trong ngày sinh nhật. Trước sự ngạc nhiên của mọi người khi đó, Gypsy Phương Trinh cho biết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh khá thân thiết với bé Kenji. Bởi vậy, trong bữa tiệc sinh nhật của cậu con trai út, Dương Mỹ Linh đã tới tham dự như một người thân trong gia đình. Khi Bằng Kiều và Dương Mỹ Linh gặp phải nghi vấn chia tay, cả hai không lên tiếng điều gì. Thế nhưng chính vợ cũ của Bằng Kiều lại là người tiết lộ thông tin này khi gửi lời chúc đến chồng cũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, luôn hát hay và sớm có người yêu mới. Sau đó, khi bị khán giả cho rằng Gypsy Phương Trinh đã không tinh tế và khéo léo khi không khảo mà xưng chuyện của chồng cũ, nữ ca sĩ đã lên tiếng thanh minh về chuyện này. Cô cho biết chính Bằng Kiều đã thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với Dương Mỹ Linh trước nghi án chia tay. Anh ấy nói, tôi và Dương Mỹ Linh đã xong rồi, hôm nay đúng ngày sinh nhật anh. Tôi chỉ đơn giản gửi lời chúc anh ấy hát hay và sớm có người yêu mới thôi. Tôi nghĩ ai cũng đã xem chương trình đó rồi, nên thấy lời chúc của mình là bình thường. Chuyện hai người chia tay tôi cũng biết từ rất lâu, nhưng không nói ra. Trước đây có thể hai người đang muốn hàn gắn nên chưa công khai. Nhưng bây giờ chính Bằng Kiều tiết lộ, tôi nghĩ mọi chuyện như thế là đã rõ ràng. Sau chia sẻ của vợ cũ Bằng Kiều, Dương Mỹ Linh đã có dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân.
Dù không trực tiếp nhắc đến vợ cũ của Bằng Kiều, nhưng có thể thấy Dương Mỹ Linh đang ngầm nói đến chuyện này, mượn câu chuyện khoai lang và khoai môn cô viết. Tốt nhất là nếu ngứa thì nên đi xúc miệng nước muối sẽ hết, chứ đừng ăn nói linh tinh cho người ta ném đá rồi lại đi thanh minh gì đó, mà cơ bản có phải chuyện của mình đâu, chắc muốn được mọi người chú ý. Cái đó để bọn trẻ bồng bột ăn thua nó làm, còn mình đã lớn rồi ăn thua chi không biết nữa, bởi vậy ta nói cái miệng hại cái thân là vậy đó.